xin chào anh em. Bữa nay mình quay cho anh em một cái kiểu cái công cụ để hỗ trợ mà ban lưới cho anh em xem nha anh em. Thì cái này người ta gọi là cái dàn sàng hay còn gọi là cái dàn đổ đó. Thì mình quay cái mô hình của cái dàn đổ này trên tàu cá lưới rút đêm cho anh em xem. Thì cái mô hình này thì ở tàu cá lưới rút Phú Lạc thì làm rất là nhiều, lưới rút Phú Yên nha anh em. Còn những anh em ở những tàu cá ở địa phương khác thì mình thấy hầu như là chưa có đối với cái ngờ lưới rút đêm. Còn anh em lưới rút trũ ở các cái tỉnh bạn là sử dụng cũng rất là nhiều. Đây mình quay thoáng qua về cái dàn đổ này một xíu rồi mình quay chi tiết cho anh em xem. Mình đang quay cái video ở ngoài gió cho nên là nó có cái âm thanh xè xè tí xíu. Đây thì hiện tại là cái dàn đổ của này là mình quay trên mô hình của tàu cá lưới rút đêm rộng ghe rộng 6m8 6m9 và bắt tại cái khu vực ở giữa hai trụ cảo nè anh em. Ở giữa hai khu vực trụ cảo mình nẹp cái trụ này chính giữa. Còn một số các cái ghe khác thì họ có thể là họ bắt bên hông, kẹp vô khu vực mặt bên này đó. Còn mình thì mình không kẹp vô cái trụ này, mình bắt ở khu vực chính giữa này. Mình bắt bỏ cái bổ then ngay đây, mình bắt găm thẳng xuống ở dưới xe quẹ luôn, nó chịu kẻ mấy cái then với là chịu cái chân đè luôn. Còn một số anh em thì họ bắt ở trên đây, trên xe quẹ chịu vô cái trụ kéo đó. Đó là cái phần bắt trụ nha anh em. Anh em nào thích găm thẳng xuống thì găm, anh em nào thích bắt trụ này anh em cứng thì anh em bắt nẹp vô cũng được. Còn mình thì mình bắt găm thẳng xuống ở dưới mơ lường ghê luôn. Còn cái kết cấu của cái dàn đổ này á thì mình bắt cái dàn đổ này ghe mình là rộng tầm 6m8 6m9, nói chung là cái tầm 7m, gần 7m. Thì cái dàn đổ của mình là nó dài 5m rưỡi nha anh em, dài tầm 5m rưỡi đây đó. Kết cấu của dàn đổ nè, cái cánh tay của dàn đổ nó đưa ra là có ba cái tâm thẳng ghe dài 5m rưỡi và ở giữa thì họ có hàng những cái đường sóng ngang nè đó. Anh em thấy hàng những đường sóng ngang để kết cấu liền giữa ba cái trụ nóc này đi thẳng. Còn ở cái phần mà chịu lực vô cái trụ gỗ mà bắt găm xuống đó thì họ sẽ làm một cái bộ chụp như thế này đó, bộ chụp như thế này. Làm cái bộ chụp như thế này anh em. Thì ở để mình mô tả cái bộ chụp này cho anh em xem. Thì họ làm một cái hộp tư vuông nè, một hộp tư vuông chịu lực vô một hộp tư vuông. Đây một hộp tư vuông họ sẽ làm bao luôn cả cái trụ gỗ, họ đóng trùm vô cái trụ gỗ. Anh em cái hộp này anh em có thể làm bằng nóc hay bằng sắt cũng được, đó là tùy anh em. Rồi bắt đầu tại đây họ sẽ làm một cái lồng ở phía bên trong đó, cái lồng phía bên trong và cái lồng phía bên trong nó đâm thẳng lên tới đây đó, cái lồng phía bên trong nó đâm thẳng lên trên này. Rồi bắt đầu cái chụp bên ngoài này là họ hàng chết vô trong cái dàn sườn, cái lồng phía bên trong thì họ hàng chết vô trong cái chụp vuông này nha anh em. Đó là hàng chết vô trong cái chụp vuông. Bắt đầu cái sau khi anh em mình đóng cái chụp vuông nó lọt vô, nó ôm vô trong cái trụ gỗ rồi á, bắt đầu nó hàng cái mặt dĩa sau, nó làm cái mặt dĩa quay nè, bắt đầu họ hàng cái mặt dĩa quay. Họ hàng cái mặt dĩa quay này là hàng sau cùng sau khi mình đóng cái chụp này vô.
bắt đầu chúng ta cẩu cái dàn sàn này nè, chúng ta trồng nó lọt vô trong cái chụp. Rồi bắt đầu họ mới so cái mặt dĩa này nè anh em. Cái mặt dĩa này họ sẽ bỏ lọt lòng vô ở trong này, nhưng mà họ chưa có hàng. Sau khi họ đo xong tỷ lệ hai cái này nó tương ứng, bắt đầu họ mới hàng cái mặt dĩa dưới này xong. Mặt dĩa dưới này hàng sau cùng nha anh em. Đó. Nói vậy anh em thấy rồi, anh em có thể là bình luận vô video hỏi thăm mình thêm ha. Đó. Còn cái dàn sàn này á, đó mình quay nè, ở trên này họ còn thiết kế một cái dàn để cho anh em nhìn đỡ đi ra tới ngay chỗ khu vực máy ben. Đó. Khu vực máy ben. Ở đây máy ben thì mình sử dụng hai đầu ben nha anh em. Hai đầu ben. Thì trước kia là cái đầu ben này mình sử dụng đầu ben 5 sao. Đầu ben 5 sao thì nó sử dụng một đầu ben thì nó mạnh hơn cái đầu ben vuông này. Nhưng mà nó không có mạnh bằng hai đầu ben, bởi vì khi chúng ta đưa lưới lên trên cái khu vực dàn đổ này á là nó sẽ chịu lực kẻ đầu lưới, kẻ lường luôn, cho nên nó rất là nặng. Cho nên là mình sử dụng hai đầu ben luôn. Đó. Đây cơ cấu của hai đầu ben ha. Ống này chắc là ống 90 nha anh em. Đây mình quay chi tiết luôn khu vực ở trên cho anh em xem. Bây giờ mình nhìn vô trong cái dàn sàn này đó, bắt đầu mình đi ra bên ngoài tại khu vực máy ben. Đó, trên khu vực máy ben là tại khu vực máy ben mình hàng nè anh em. Đó, mình hàng một cái dàn bờ ngồi vừa bắt máy ben. Đó, vừa bắt cần ben. Đây gớ luôn, bắt gớ luôn, leo lên khu vực gớ luôn cho anh em xem. Đây. Ủi nước ra. Đó. Rồi anh em ở đây anh em ngầu. Nào không dặm lường là anh em ngon, lúc dặm lường anh em có thể nhìn khu vực này. Đó. Còn ở đây nó làm một cái thanh chặn nè anh em. Đó. Một cái thanh chặn phía bên ngoài và họ vô lường ở khu vực đây. Vô lường ở khu vực đây nè anh em. Đây. Cái máy ben này anh em sử dụng máy cỡ tầm thước 2, thước 3, ngon. Đó, ben lớn. Thước 2, thước 3, thước 4 cũng được. Thước rưỡi cũng được anh hai. Máy này xài máy thước rưỡi càng ngon nữa hả? Đây quay hai đầu bơm cho anh em xem kết cấu nối giữa hai đầu bơm nè. Ở cái dàn sườn này á, anh em cũng không cần phải hàng dày, đi mình hàng tầm 40 là mình hàng một quãng, còn cách tầm 40 mình hàng quãng cho nó cái dàn sườn này nó nhẹ bớt anh em. Kể cái khu vực của dàn sàn của mình là nó nặng tầm 2 tạ mấy á, nó dao động tầm 2 tạ rưỡi. Nó trên dưới 2 tạ rưỡi khoảng tầm 10 kg, 20 kg đổ lại thì vừa, hoặc là nó có hơn 10 kg, 15 kg cũng được. Bởi vì một số anh em làm trước họ làm hơi nặng, họ trừ heo những cái khung sườn này nhiều quá. Đó. Sợ nó yếu á, nhưng mà sau này thì những anh em làm sau họ làm nhẹ hơn thì xài vẫn tốt anh em.
bởi vì nóc thì nó rất là mắc, chúng ta làm nặng, thứ nhất là nó nặng nờ, cái trụ này nó phải chịu nặng thêm, và thứ hai nữa là cái giá thành nó lên cao đó. Quay anh em xem đầy đủ. Mỗi khoảng cách quãng đỡ hàng mấy cái chân này anh em tầm cỡ 40-45 là anh em hàng vừa, không cần phải dày quá nha anh em. Đó, chúng ta hàng chéo nè, ở đây hàng vơ, ở đây hàng vơ, ở đây mình hàng ngang. Đó. Đây hiện tại cái tay sườn này của mình là dài 5,5 m anh em. 5,5 m từ cái ống này vô trong cái ống trùm này kia luôn là 5,5 m. Đây thì anh em lúc làm là anh em đo tại cái khu vực tùy theo ghi của anh em rộng hẹp ha, đo tỷ lệ sao cho cái dàn sàn mà lúc quay ra nó quay chéo ra ngang chỗ cái hông bê kia, là hoài cái hông bê một chút là ngon. Keo anh em này so sánh cái tầm độ keo này nè. Độ keo cái thân trụ này nó vừa ngang cái chớm rồi cabin cửa của ghe mình, còn một số anh em làm tàu thì anh em đo cái tỷ lệ thôi.